Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bay tới New York bằng máy bay riêng để ra tòa vào ngày 4 tháng 4, theo giờ Mỹ, đối mặt với các cáo buộc bắt nguồn từ cuộc điều tra dùng tiền bịt miệng một diễn viên phim người lớn. Theo hãng tin Reuters và CNN, chiếc máy bay sơn màu đỏ, trắng và xanh với dòng chữ Trump được viết hoa ở bên sườn và hình ảnh cờ Mỹ ở đuôi đã khởi hành từ sân bay quốc tế Palm Beach vào buổi trưa ngày 3 tháng 4 và tới sân bay LaGuardia, New York sau hơn 3 giờ bay. Cuối buổi chiều hôm qua, ông Trump đã gặp gỡ các luật sư tại tháp Trump. Các luật sư cho biết họ đã kêu gọi thẩm phán không cho phép quay phim chụp ảnh và đưa tin trên đài phát thanh về phiên tòa đọc cáo trạng. Trong thư gửi tòa, các luật sư lập luận rằng việc đưa tin như vậy sẽ làm trầm trọng thêm bầu không khí vốn đã giống như rạp xiếc xung quanh vụ việc và làm mất đi sự trang nghiêm của quá trình tố tụng cũng như của phòng xử án.